Mình xin mến chào cả nhà, chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của vợ chồng mình nha cả nhà. Chào cả nhà, cái anh. Chào cả nhà. Nay đi bắt sò tiếp nha. Hiện tại thì vợ chồng mình cũng vừa tới địa điểm. Dạ, trời ông cũng đang mưa lâm râm luôn nè cả nhà. Đó, mưa không lớn nha. Mưa phớt phơ như bão vậy đó. Liên tục cái nay càng cả từng lễ 10 bữa rồi đó cả nhà. Thì địa điểm bắt sò của vợ chồng mình hôm nay là ở dòng sông Huyền Thoại nha cả nhà. Mình vừa tới cái đầu kinh của dòng sông Huyền Thoại luôn đó. Là ảnh bắt được mấy con nè. Ngay cái cống mà sò nhỏ không nè cả nhà. Mà nay không lâu rồi không bắt nữa, nó bự nè. Bà ấm lần đầu tiên mình khai trương mình đi bắt lại nè. Mình bắt ở đường kinh nhà cô Hội nha. Bữa đó mình cũng đi buổi chiều cũng trúng được 120 con luôn, quá ngon luôn. Không biết ở đây bữa nay đi dòng sông Huyền Thoại thì sao đây. Bữa để kể cả nhà nghe, bữa trước cũng có đi bắt sò nữa cả nhà. Vừa chạy ra tới chỗ một cái ha, thì cũng như tới chỗ này luôn đó. Ông chồng mình ông mới vừa leo ra, ông rút cây dầm ra cái à cả nhà, cái nhìn ra bầu trời ông kéo từ đằng xa đằng đó đó, từ đằng xa đằng đó đó cả nhà. Đó, ông kéo dài là chiếc xuồng cho chồng mình, ông làm ông chồng mình là quay lại quay chiếc xuồng không kịp. Mình manh cái mưa ra cũng bắt đâu kịp đâu. Rồi chùm gió đồ nghề lại, hai vợ chồng chạy về dầm mưa chạy về luôn, nó nói mưa trời ơi lạnh không đi. Bữa đó đi về nước rồng lau chiếc xuồng lên muốn khùng luôn, không bắt được con sò nào hết trơn luôn cả nhà. Rồi nay cái nãy ở nhà thấy im im rồi đó. Đi mầm luôn, nhạt luôn. Rồi mới đi ra đây mưa râm râm nè cả nhà. Đặng bắt con nhạt tiếp nữa rồi. Bởi vậy mấy cái ngày này đi rầu giữa trời lắm. Trời mưa nè, đâu ca hát, đâu có làm gì đâu, ăn nhậu. Thôi dễ sợ. Bây giờ là 4 giờ mấy chiều nha cả nhà. Thì vợ chồng mình cũng xin chúc cả nhà có một buổi chiều thật an lành, hạnh phúc bên và đầm ấm bên gia đình và người thân của mình nha. Bây giờ thì mời cả nhà cùng theo vợ chồng mình đi bắt sò nha cả nhà, ở dòng sông Huyền Thoại nha. Xem hôm nay đắc cũ có đãi người cũ không nha cả nhà. Thì ra khỏi cái cống đó là được có cho cái chục con sò à. Mà sao nó ngõ ra, thường thường cái cống đó là nó nhiều lắm mà ta. Hôm nay chắc là ban đêm người ta đi bắt hết trơn rồi đó. Ở đó nha, sò nhỏ nít nha. Chồng mình vô đó một cái là 30-40 con, 50-60 con luôn được bữa đó đó. Chị mưa này lớp hang không thấy đó, cũng thấy rồi đó. Thôi dở hồi nãy em thấy đằng kia kìa, giống cái hàng cái con sò ghê luôn á. Mà anh chạy anh bơi qua rồi mất công kêu anh thuộc lại mà phải thôi, không phải cái ông rầy tôi nữa, tôi cũng ngán sợ bị ông rầy nữa. Đó, vừa thọt dầm vô cái nghe cái khập liền ha. Ủa sao nghe mà à, mà ông chồng mình không hay có cái đặc lắm, ngồi cái nhà ông thọt cái lỗ bên đây mà đụng con sò qua động đầu lại ông móc mấy con kia trước. Chứ bao giờ ông thọt ông móc cái lỗ mà có con sò trước hết trơn á, ông móc vòng không có, ông mới bắt cái lỗ con sò. Ôi lâu dữ lờ mới đi mới nghe lại bạn của chồng mình sủa. Lâu dữ trời, đâu đi thả câu, đâu đi bắt sò, đâu nghe đâu. Bữa đi vô bữa đi lại đường kinh của cô Hội, cái đường kinh đó thì ít chó, ít có chó lắm, không có sủa. Kinh ngang với viền dòng sông Huyền Thoại nó mới có nhiều. Mới có nhiều mấy anh bốn chân. Bò lâm khơm. Ở đây coi. Nói chứ gì. Vậy mà đi con không đợi cái nó. Tới về lấy thuốc sâu mũi vô. Vậy
vậy uống thuốc tôi cộng mà bệnh thêm mà vậy uống vitamin tôi cho thấy sao được không? Ê sao? Đi nó dùng cái nào của tôi là không hết hả? Mấy anh bốn chân à, mệt mấy ảnh ghê. Hết sợ. Bắt sò ở cái dòng sông Huyền Thoại này là anh phải bắt sò đứng anh ơi. Đứng nằm ngồi là cũng không nha. Ê cái chỗ mà mình lại cái chỗ mà mình bắt sò bự á. Ồ mà nước này chưa có không có lầu cây lên đâu mà bắt. Thế thọt gì mà không có hả? Cũng đưa hồ nghe mà có được con sò nào chứ. Bắt là đừng có nôn, đừng có gấp gáp, đừng có suy nghĩ là mình phải bắt cái sò mà mình tâm phải tịnh. mà tâm phải tịnh anh ơi. Tâm phải tịnh đó, như vậy thì mình sẽ bắt sò mới có chứ anh đừng có nôn mà là mau nôn là bắt cho có sò này kia, nó bắt sò là tâm phải tịnh anh thấy không? Có không? Ủa không có luôn, nãy anh thấy anh móc mà em mới tính nói đấy không, anh nghe lời anh tâm anh tịnh anh mới có sò đó. Mới tính nói cái bẹp đó ha. Hơn sao mẹ nó ở sao nó tắt rồi bắt đầu tới trên dưới nó hát tiếp. Trời mưa này cái sình nó chảy xuống nè, cái lắp cái con sò lại trơn mình nó thấy có rõ đâu. Chẳng khúc bắt coi. Ừ, mấy dành qua ra quanh ra đường kinh ngang đi. Em thấy dòng sông Huyền Thoại này tới đây mà vậy là yếu lắm rồi đó. Mà điều bự ngon ngon không nha cả nhà chứ không phải giả. Mà ít mà tối quá mình đâu có thời gian đâu mà mình bơi nhiều. Thôi quành ra kinh ngang đi anh ơi, dùng ra kinh ngang, vớt kinh ngang coi. Bắt này bắt mà về tối mà nhắm bắt không được đó thì mình về nha cả nhà chứ không có mà chỉ tiêu bao nhiêu như cả nhà ơi. Như bữa nào có nhiều thì mừng, không có nhiều thì cũng phải chịu thôi chứ sao giờ, tại vì bắt sò này đòi cả nhà thấy không, nước rồng đâu có phải ban ngày đâu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con ở dòng sông Huyền Thoại bắt cho cái cống 10 con lại đây bắt được 3 con dài đây là 13 con. Về bên đây nè, bắt lại cái bên đây coi, mình lại bên đây giải rài ra về luôn coi có được con nào nữa không. Bây giờ mình sẽ hoành ra cái lại bên bận về là mình bơi dài ra ngoài mình về luôn nha cả nhà. Bắt ra dòng dắt ra đường kinh ngang luôn, đường kinh ngang là bà là dài ra kinh Chiến Đạo về luôn đó. Không lẽ hết sò ta, bắt quá sò đâu còn nổi, đủ vợ chồng mình bắt không là cũng thấy muốn ngợp rồi, đừng nói tới tính tình ta. Ở dòng sông Huyền Thoại này bắt đầu mà lúc mà vợ chồng mình mới phát hiện ra bắt ha, trăm con không cả nhà. Ừ. Thả chết chờ. Trời mưa này cũng bắt sò cũng ê. Tại vì mưa cái sình nó chảy xuống cái miệng hang lắp sình nó ráo qua đâu thấy rõ con sò đâu. Cái sót bỏ sót. Cứ thấy chứ miệng hang là sình không mà.
nhưng mà giật chữ gì có à. Đang bơi qua thấy anh chảo cây sọ, anh giật lại cái. Rồi bữa ở đường trên nhà cô hỏi 120 con đó là thả đâu rồi? Ngay cống luôn hả? Về bự quá tiếc đâu ăn cả nhà. Bán được mà thả xuống cống trở lại, chừng nào bán mò mà không biết bán rồi tới chừng muốn bán được mò có không đây không biết. Đây gọi hên xui. Trong sông Nguyên Thoại này là lúc trước vợ chồng mình ha, là phải đủ 100 con mới về đó, không đủ 100 con tôi nói bơi hoài quần, chừng nào đủ 100 con mới về. Bạn giờ ra bơi ra đây bơi khơi như bơi đi chơi. Anh ơi đi mình cũng chạy xăng, mình đi anh cũng tốn tiền xăng chứ anh đừng nghĩ đi dạo nha anh. Đi. Anh phải cái tuổi thơ tắm mưa. Tuổi thơ hai đứa tắm mưa. Đi ra ngoài này mới bị mất mưa được, mới tắm mưa được chứ ở nhà trong nhà là sao tắm mưa được. Lớn rồi không lẽ chạy khơi khơi ra ngoài tắm mưa con nó cười chết. Chèn Ken cười đó. Khi đi chuẩn bị đi là cái Ken nó hỏi cha với mẹ lấy áo mưa chưa, rồi là ra vừa đậu xuồng một cái ông mưa chạy không kịp, quay đầu không kịp luôn. Mới thường tàn Ken. Ê đâu lại đâu lại đâu lại con sò bự quá cả nhà ơi, của anh chồng mình thấy nha, mỏng bơi qua rồi cả nhà ơi, mình bắt luôn. Con này nè nó đã trăm mấy kỷ đó, con đó đó nó giả đâu. Vậy không cho mình bắt được trăm mấy ký không vậy cũng đỡ biết nhiều nữa. Ra tới kinh ngang nha cả nhà, từ ở trong cái kinh nghiệm trong Nguyên Thoại bơi ra cả khúc luôn cả, tao nói hả cũng bộn cũng xa xa lắm nha cả nhà, bắt được con sò một con sò bự. Hai con hả? À? Sao anh lại có con, em nhớ cũng con à. Ra tới đọc kinh ngang rồi đó. Giờ bơi dài ra đọc kinh ngang bắt được nhiêu bắt nữa là mình về luôn đó nha. Chứ tối rồi cả nhà ơi. Ôi 5 giờ 40 luôn anh ơi. Nửa tiếng nữa. 6 giờ. 20 phút nữa. Cái kinh ngang này là gì? Là vợ chồng mình nhờ nó giữ trời lắm đó. Ban đầu là dòng sông Huyền Thoại cả nhà, cái từ từ cái nhiều người bắt quá cái dòng sông Huyền Thoại cái không đủ sản lượng, chạy đi kiếm đầu này đầu nọ, cái rồi hốt kinh ngang này, phát hiện ra kinh ngang này có sò. Ôi hốt mấy đi, hốt cũng bộn luôn kinh ngang này nè. Trăm trăm mấy không luôn mà đều nhỏ nha, không bự. 70-80 là bình thường. Nay đóng sò lưng quá. Mưa quá nó lấp hang đó, lấy dầm anh thọt thử coi. Thọt dữ cái già thọt quá trời thọt. Cái kỹ ra sao dòng sông Huyền Thoại với kinh ngang này kỳ quá. Ê giờ như cái con sò cầm quay lại thử coi có phải không, nếu mà phải là coi chừng là hay là cục đất ta, cái hang nằm trên này nè nó mất tiêu rồi nè. Trên đó đó, coi con sò hay cục đất vậy, cái hàng ba cái hàng nằm nó nằm chính giữa đó. Thử coi. Đặt à. Thử thôi, lấy cái dầm thọc thử đi. Đất hả? Đó. Không? Nhờ quay lại. Thọc lại vô.
Tại vì mưa cái sình nó chảy xuống nó lấp lại cái mình không có thấy rõ con sò. Tối rồi nha anh ơi, thật đại nha anh ơi. Anh có nhớ không, mình sò ở kênh ngang này là mình bắt hay nó này hay nằm ở trên lắm. Hồi đó anh bắt anh lội không? Ở trên á, bây giờ em phải đứng đi. Đứng mới thấy. Ông nằm mới khó thấy. Ông đứng ông còn chưa thấy nữa, ông đồ nằm. Nãy trước khi đi cái vợ chồng mình nhà mình cũng tranh thủ trời mưa này, cả nhà mưa gió thấy ổng làm nữa đó, nên nấu cơm sớm, cơm nước thì nấu sẵn sàng rồi, bắt đầu về cái là vô mâm cơm ăn cơm cả nhà ơi, ăn cơm bên gia đình, hạnh phúc quây quần bên gia đình nữa là đi ngủ. Ở đây mình thì không có mà đi làm kiểu mà đi làm tăng ca đâu, như thành phố rồi đó, thành ra cứ làm gì làm vòng vòng nhà, cứ 4-5 giờ chiều là bắt đầu là gia đình quây quần rồi, cơm nước đặng vô mùng ngủ rồi. Bơi hoài chồng. Tối rồi mà anh cứ bơi hoài à, khổ dễ sợ. Mò cũng không có dễ ăn đâu. Có mấy con sò không có gì thay đổi nha cả nhà. Ra kinh ngang mà kinh ngang cũng chưa hầu không không cứu nổi vợ chồng mình luôn. Có nước để bắt sò, có nhiều đó sò là mừng rồi, còn đòi hỏi nữa đúng không? Hồi lúc nước không có đi bắt sò không có được con nào đâu sao, giờ có nước bắt sò rồi còn đòi hỏi thằng chay khen chay cứu này chay cứu nọ nữa. Ừ, bắt cũng được mà phải ống không mưa đỡ. Nước điện giờ là bao tới là bắt sò luôn, bắt giác này không có cả nhà, không còn bắt sớm được nữa. Hôm nay trời mưa quá tối anh không dạo đi đi bắt ốc hương rộng đi anh. Ít mình bắt mình rộng á. Hả? Trời ơi, thì bắt mình rộng nó đi, chừng nào mình thả cái mình có mình thả luôn, chứ bắt lần thả cái diện câu anh thả đâu hết đâu, đâu đủ đâu chứ lộn. Đúng rồi, thật tưởng đâu có sò chứ. Thấy đâu lại cái thọt cái ra. Để bấm máy quay liền đó cả nhà. Ừ. Vậy con, nhìn ban đầu mình tưởng đâu ở dòng sông Quỳnh Thoại này, chiếc kinh ngang này là được rồi chứ ai già đâu mà không được rồi. Tệ quá. Vậy đâu nãy giờ có mười mấy con. Ừ. Thu bắt mót ở đường kênh nhà cô hội đó, bữa đường kênh nhà cô hội đó vợ chồng mình đâu có nghĩ là bắt được 120 con đâu cả nhà. Bắt mót sơ quan không, ban đầu là đếm chỉ có 100 con, mười mấy một 111 con, bắt mót lại không mà đủ 120 con, mà cành cành không, bự bự không. Đây nãy giờ gì đâu mà một khúc đường kinh của dòng sông Quỳnh Thoại rồi đó, rồi ra một lề bên kinh ngang gần ra tới ngồi đầu kinh rồi đó, mà mấy con à, mới có 2-3 con nha.
Trên này kỳ quá ta. Ban đêm cho ta đi bắt hết trơn rồi quá. Vợ chồng mình không có đi đó. Nhà ấm. Ấm. Ấm cho màu đẻ. Không phải luôn nữa hả? Trời ơi. Ấm cho màu đẻ coi khóm em. Trời ơi. Ghê vậy ta. Trẻ tự nuôi luôn. Trân trọng mà trời ơi. Thôi. Bữa nào đi. Đi bữa nào có nơi có chỗ đi. Bữa nay chỗ này là chỗ này ít nhiều thì cũng ở chỗ này đi. Đâu có thời gian đâu mà đi nhiều đâu mà chạy tới chạy lui. Ừ. Chỗ này bữa nay ở Trùng Sơn Quyền Thoại với Kinh Ngang này đi. Có nhiều thì hay nhiều, còn muốn ra qua kinh ranh thì ngày mai đi. Chứ đã không có thời gian mà đi tầm lum vậy thì vừa tốn xăng mà vừa không có quay được gì luôn nữa. Ông rảnh quá nè. Dạo mà tắm mưa á. Ông nói tắm mưa tôi chịu chứ dạo mát gì. Ừ. Mưa ra hoài luôn. Nhờ lại đậu lại được cái cống đó. Mà làm một hơi cho cái cống đó. Chục con cũng đỡ. Mà sao thường thường cái cống đó nhiều lắm đó anh. Bữa nay nó bự rồi đó anh thấy không. Mua nó bự cái nó hết. Nó bự người ta bắt hết hay gì. Ôi hồi lúc trước bắt qua chết 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 gì nè cả nhà. Nhìn đi tí tí nít như này nè. Như y như sợi giống luôn, chút 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 gì nè. Thì nó hằng hà luôn. Hả? Đi khỉ người ta bắt thì có. Cái chuyện nó bự cái bắt đầu mất tiêu. Cái nhà cái cống nó lại em kêu một hoa sản sao hết được. Sò bao nhiêu sò nó mắc đẻ là lên đến nó đẻ là làm sao hết được. Thì cái này là chỗ lên trước là người ta là cái chòi nè, nó sập luôn rồi. Ghê thiệt. Bao năm dằn chòi cuộc đời em đã đổi. Bỏ ra chưa? Đứng gì cũng có, ngồi cũng nó nằm, mình nằm cũng không có luôn à. Nay không biết nhiêu mình gần tới sổ chưa đó không biết. Đâu? Đâu? Chạy rồi. Dạ. Sao đến đây mình cũng có cái rô nữa. Mày không chịu chụp liền bay. Ừ. Chứ đi nước mặn mà làm gì có. Người ta nuôi mà người ta đào hầm ở trong nhà, người ta nuôi nước ngọt á, rồi trời mưa này nó lóc nó đi mà không rào lại là lóc đi hết trơn luôn. Trong vuông nhà mình kỳ hồi đó cũng còn, không biết bây giờ có chết không. Cái hồi mà em mà ở sau hè cho mình nấu cơm đó, em đứng em thấy còn cá rô. Rồi đó nhà mình cũng nuôi cá rô lúc trước. Có năm nay là không có nuôi gì hết trơn cả nhà. Năm nay cái hầm hư hết trơn, mới có sửa lại không à. Hư rồi cái anh chồng mình không làm biến sửa, mà nhà của mình không sửa mà không sửa rồi thôi. Tính đằng này tính nuôi là cái gì? Cái gô nữa hả? À? Ừ, nuôi cái gô đi. Ừ. Ừ, cái chèn ngán quá. Cái gô không được. Cái này là cái xuồng ghe anh ta bán đất đá xi măng vật liệu xây dựng. Ta neo ở đó ta nghỉ ngơi đó cả nhà.
Thôi rồi, ta đã khá nha. Chứ con nó nghỉ rồi. Đừng mấy con vậy, đếm thử coi. Đâu đâu để lên mình đếm thử cho cả nhà con bé nay. Thứ hai con kinh luôn. Hả? 7 con. 17 con hả? Đếm được 17 con luôn hả? 2 4 6 8 10 12 14 16 17 con. Con này đếm chưa? Vậy là con đó là 18 con. Con nó rớt xuống cái lỗ hàng đó là 18 con. Đếm hai con nữa đi, kiếm hai con nữa thì được 20 con. Bằng cái lẻ của bà hỏm, bà hỏm thì 120 con. Đây cái nhà xuống dưới cởi nó. Ráng lên. Thọt 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 nhiều hăng nổ vô cái khúc này là muốn hết sợ rồi đó. Cái ở kinh ngang này là ra khúc ngoài là không có sợ đâu nha. Qua bên kia coi. Đổi gió coi. Đổi sao đổi tới đổi lui đổi không có con nào hết trơn. Hai con nữa chứ được 20 con. Để có nhiều hay nhiều cái nhà. Cái nhà thông cảm cho chồng mình nha. Thì bắt mà cả nhà ơi, săn bắt mà. Thì bữa này bữa khác, bữa được tổ đãi, bữa tổ không đãi thì phải chịu chứ sao. Ừ. Nhà thông cảm như vợ chồng mình đi, mai mốt mình sẽ bù lại cho cả nhà nha. Biết chừng nào mới bù lại đây. Bù là không được thì đi luôn đi chứ sao giờ không được, bù là không được thì đi luôn cái đã bù. Rất hào luôn, ghê thiệt chứ. Này là bắt ở kinh ngang này là được chứ sao mà nay kỳ quá ta. Có hai em nữa mà cũng làm khó làm dễ nữa. Thôi về đi, tối rồi. Kỳ cục gì. Cả nhà thông cảm cho mình đi chứ sao giờ. Về đi tối rồi cả nhà ơi, 6 giờ rồi cả nhà. Bơi ra hết một cái bục lề bên kinh ngang luôn rồi, có 4 đồng con sò. Số đông này ngộ quá. Tổ không đãi. Bữa đầu tiên làm lợi nha, ngon lành thấy ghê luôn. Mới đi mà đi ra chút xíu à. Bữa đó đợi từ đường kinh nhà con hỏi vợ chồng mình đi chưa được tiếng hồ á, mình ra hồi 4 mấy năm mấy mình về rồi tiếng 120 con sò ngon ngon thấy bệnh hoạn luôn. Này muốn bệnh thiệt. Bữa nay bệnh luôn, đi hết nổi luôn. Về cười chạy xuồng về cười. Anh chồng mình mà không bắt gì mà có, không làm gì mà có, ông vui lắm, ông cười dữ trời lắm. Thôi về đi, bỏ cuộc đi. Em thấy trời này rồi. Em nhìn vô cũng thấy trình xình là xình không à. Này cả nhà, hang thì cũng có mà hang cũng thấy xình không. Lấp hết trơn rồi. Có không? Thử coi, nhìn cho kỹ coi. Rồi, cua đá nhỏ quá, bắt đi. Dạ.
Dạ. Em bên YouTube. Con nữa nha cả nhà, 19 con, còn con nữa. Gán lên anh ơi. Thả nhẹ nhẹ thôi ha. Anh quên cái vụ mà thả sò, thả cạch hả? Để nhẹ nhàng thôi. 19 con rồi đó, còn con nữa. Hello. Đủ chưa? Hello. Rồi cả nhà, 20 con. Hai đường kinh luôn. Điện thoại về kính ngang nha. Trời ơi, tới chừng có rồi cái bắt đầu cái dư à. 21 con. Vậy đó cả nhà, thường là vậy đó. Hello. Biết đâu. Hello. 21 con rồi đó. Đã được mấy con nữa? 23 con. Hai con, ba con nữa, 26 con. Vậy đó cả nhà. Mệt chết luôn. Nãy kiếm con không ra. Bảy con. Tối rồi cả nhà ơi. 27 à? Ừ, 27 con rồi. Ba con nữa rồi. Ba con nữa hả? Bắt đầu tới ba con nữa bắt đầu là gì chằn thân rồi nha. À anh đừng nó kiếm. Về được rồi chứ bây giờ kiếm ba con nữa bắt đầu có nó lòi ra nữa mà tới chừng không có bây giờ là tới chừng có nó lòi ra nữa còn ba con nữa thôi 27 con chịu 27 con đi ông ơi tối rồi về về sum họp bên gia đình con cái cho con cái nó mừng cơm nước cho con cái nó mừng phải không. Em không có thấy đường rồi đó, anh thấy thì thấy chứ em không thấy rồi đó. Không có con nào luôn nữa. Em hết đường, thấy đường rồi, giờ này là thua rồi. Rồi. Thôi về đi. Số phận đang bài. Nhà ở trên trước bắt cả nhạc rồi. Không có quay được gì nữa đâu. Quả hôm nay của vợ chồng mình là được 27 con sò nha cả nhà. Ở dưới là 20 con, ở trên là 7 con nữa nha. Ở dưới là 10 mấy con rồi chứ. Ở trên 10 mấy con nữa là 27 con sò đó. Tính làm cho tính bắt thêm 3 con nữa cho chẳng 20 con ở nhà. Mà bây giờ là tối quá rồi, cũng không có sò nữa mà. Có cái nhà bắt mở cây nhạc cả nhà ơi. Mở ca lớn quá thôi nên vợ chồng.